chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sam Vlog. Hôm nay lại là một chuyến đi business tour. Thì mình đọc rất là nhiều bình luận của các bạn hỏi mình là anh ơi sao lâu quá chưa đi business tour. Thì thật ra là mình vẫn đi nha các bạn. Mình vẫn đi đều, là bất kỳ một cái chuyến nào của business tour thì mình cũng đi. Tại vì như các bạn thấy, rất ít nhóm mà mình biết đi vào những cái khung giờ như thế này. Đây là một cái bài học. Ôi chết, đi đường nào? Đi đường liền này. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn về một cái bài học này rất là giá trị. Đó là khung giờ di chuyển. Thì bây giờ là 4 giờ. Và khi mà các bạn đi tour vào trong cái khung giờ này á, nó cực kỳ nguy hiểm đối với những người mà không có một cái kinh nghiệm nhất định trong câu chuyện là đi tour đường dài mà lại đi một khung giờ rất là sớm như thế này. Khi các bạn đi tour vào khung giờ khoảng 3 giờ mấy 4 giờ thì gần như các bạn ngủ chỉ được khoảng 30% giấc ngủ thôi. Đối với những bạn lần đầu tiên đi tour thì gần như là không thể ngủ được luôn. Tại vì bị nôn nao á, bị cảm giác nôn nao, hào hứng chờ đợi một chuyến đi, thành ra là các bạn sẽ ngủ không được. Thì các bạn biết không, mình không biết các bạn sao nhưng mà bản thân mình lái xe mình rất mệt. Mình mệt ở đây là mình phải tập trung để mình chạy cho nó an toàn. Đó là lý do vì sao mà mỗi lần mà mình đi tour á, mà có ai đó hỏi thăm mình á, thì người ta chào mình thì mình chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi mình quay lại cái tuyến đường của mình. Mình không có hello chào bạn rồi nói chuyện với nhau. Thì đối với mình cái điều đó là điều cấm kỵ khi mà chạy xe. Nó là cấm kỵ luôn á. Các bạn không được phép vừa đi vừa nói chuyện. Tại vì á, các bạn trình độ có cao như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể nào đoán trước được tương lai là đằng trước bạn có một chị ninja nào đó, hoặc một bé học sinh, hoặc là một người lớn tuổi nào đó họ đi từ một hẻm họ quẹo ra thì mình sẽ phản ứng không kịp nếu mà mình không có đồ tập trung. Có mấy bạn không biết nghĩ mình chảnh nhưng mà không phải đâu, tại vì mình tập trung mình lái xe á, cho nên mấy bạn đó chào mình á thì mình không chào lại được, nghĩa là không có kiểu là nhảy giọt vào ui cảm ơn em đã nhận ra anh và anh rất cảm ơn em và em đi đâu đó rồi em khỏe không, ba mẹ đang làm gì hay là gì đó thì thì mình làm điều đó không được. Thì các bạn lái xe các bạn phải tập trung, mà các bạn tập trung càng nhiều á thì các bạn càng mệt. Các bạn có thể xem những cái vụ tai nạn giao thông á, là người ta đâm, người ta đi bình thường như vậy, tự nhiên tới cái đoạn đó người ta đâm luôn. Đáng lý là một cái người tập trung lái xe thì họ sẽ dừng, nghĩa là cái rủi ro nó vẫn xảy ra nhưng mà nó sẽ được hạn chế đến mức tối đa luôn nếu các bạn tập trung lái xe. Thì khi các bạn tập trung càng nhiều các bạn càng mệt, và khi các bạn càng mệt thì nó sẽ xảy ra tình trạng thứ hai, các bạn chỉ có thể tập trung vào một khoảng thời gian liên tục nhất định thôi. Ví dụ như mình ha, những ngày đầu mình đi tour á thì mình chỉ có thể tập trung liên tục trong đâu đó khoảng 50 mấy 60 km thôi liên tục. Có nghĩa là cái khả năng của mình đó nó chỉ đâu đó khoảng 60 cây, mà đó tối đa là khoảng 70 cây là mình phải dừng lại, tại vì mình không thể chạy được nữa, mình quá mệt rồi, mình không ý thức được rằng là mình đang chạy xe luôn á. Là đó là ngày xưa nha, đi phượt á nha. Rồi từ từ đi nhiều á, cái nó tăng lên. Đỉnh điểm là cách đây 1-2 năm trước thì mình chạy khoảng 100 km là mình rất mệt. Cụ thể là Sài Gòn Đà Lạt thì mình sẽ nghỉ 3 chặng. Đó, từ từ trình độ mình lên 101, 102, 103, 104, 105. Là những người đầu tiên đi tour thì nó rơi vào tầm khoảng 70-80 km liên tục là nó mệt à. Nó mệt lắm. Ra đi tour vào cái giờ đó đó thì đỉnh cao luôn á, thì các bạn chỉ trụ được tới khoảng 8-9-10 giờ thôi. Thì 8-9-10 giờ sáng là các bạn rất là buồn ngủ và các bạn sẽ ngủ trong vô thức. Ngủ trong vô thức có nghĩa là con mắt các bạn vẫn đang mở nhưng mà não các bạn nó chết rồi, nó đờ rồi, nó lừ đừ rồi, nó không còn phán đoán nữa, rõ ràng là gặp cái chiếc xe đó. Nhưng mà mình tới nó thì mình mới xử lý được là cái não của bạn nó rất chậm rồi, nó cực kỳ chậm so với một người bình thường. Thì đó là một cái sự nguy hiểm rất là khủng khiếp. Lời khuyên chân thành nhất của mình á là nếu các bạn có quyền lựa chọn, đừng bao giờ chọn đi tour vào buổi sáng sớm, hãy đi vào lúc các bạn tỉnh táo nhất. Chứ nếu không á là các bạn sẽ rất là nguy hiểm. Mà nó nguy hiểm là nguy hiểm cho người khác luôn chứ không phải cho mình bạn đâu. Vậy là cho nên là đừng có sống ích kỷ nha. Đừng có vì cái chuyến đi của mình mà mình háo hức mình đi. Nếu các bạn đi không nổi nữa, ok, các bạn còn cả một đời người để các bạn đi tour. Cho nên nếu một chuyến đi đó gấp gút quá, nó không phù hợp với thời gian biểu của các bạn, đừng đi, ở nhà. Không ai có thể vỗ ngực là tôi không bao giờ bị tai nạn giao thông, chỉ là chưa từng bị tai nạn giao thông thôi. Thành ra là mình muốn nói với các bạn, muốn khuyên các bạn, lời khuyên chân thành, ra ngoài đường lái xe hãy tập trung. Tập trung là cách để các bạn giữ cái mạng các bạn. Một người có kỹ năng đỉnh cao quay qua đây nói chuyện, quay lại đây đúng là thấy cái hòm luôn á. Quay qua đây nói chuyện với bạn bè, mày hôm nay đi chơi gái hay sao, rồi quay lại đây cái tum. Trách ai bây giờ? Trách mình thôi, đúng không?
tối. Mình lại là người, à không phải, mình tưởng mình là người ra sớm nhất chứ. Ôi giời ơi, trong nhóm này mình không bao giờ là người ra sớm nhất được. Không bao giờ cái chuyện đó. Woo, hello anh. Hello mấy anh. Đi ban đêm nè. Đây, combo này, combo này mình làm sẵn cho các bạn chỉ cần đi tour để các bạn ghé mua thôi. Nó sẽ có một chai nước lọc kính và một chai nano chống nước tuyệt đối. Và cái chai này nó hay ho lắm, cái này của Liwi mình triết ra cho các bạn dễ xài. Thì khi mà đến nơi á, mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Mấy nó bể vì cái gì thôi. Mấy nó bể vì nè tát rồi. Không phải. Áp sức mạnh quá hay sao, hay nó nổ hay là gì thì không biết. Bánh này đâu đi được nữa. Để coi người có sao không đã. Không sao, người không sao. Trực diện luôn hả anh? Hả? Trực diện luôn hả? Thì tới mày làm sao mà chết? Anh chờ sao? Xe này xuống như đâu sao đâu. Má bây giờ xe sao đéo chạy được chứ. Đéo chạy được. Chỉ người có sao không thôi hả? Xe bự không ngồi được. Xe này cô không ngồi được đâu. Có xe máy đâu. Hôm nay giờ con trước mắt là con lấy trước đi, đi trước đi rồi hết tính sao. Không có đồ đạc gì, lấy đồ gì, trả cho vô đó đi. Mày là xe con bắt kịp á. Chứ gặp ô tô đằng sau là gì đi rồi. Tết mầm như thế nào rồi. Đây nè. Lúm một cái giờ không biết lý do tại sao nó tụt bánh thôi. Nó tức cái nó xì luôn. May là những xe này nó thắng hay đảm bảo đấy. Xe này anh thắng kịp á. Chết luôn. Không mà chết người rồi. Chết thiệt á chứ không giỡn đâu.
Tới rồi. Chắc phải lên nè. Đi lui hoặc tới mà em coi em phá được. Khoan nha. Cái tay em đang nhầm chấm, từ bình tĩnh. Lui. Rồi. Ôi thua rồi. Tới test vỏ rồi. Test cỡ này thua rồi. Đù. Cái này là cái gì kim kia đây nè. Cái gì đi luôn. Bể liền luôn rồi. Không nghĩ đó không. Mẹ này không sao, nhưng mà ý là cái này bây giờ vá thì chắc là vá sao đuổi. Nó test cỡ này thì sao vá. Ý là nó test cỡ này rồi sao mà vá mình đi được. Không thể vá để đi được. Trong được không? Làm sao anh mở cái bánh này ra? Thì ra ra tìm cái vá đó. Ở đây có cái tiệm nào vá xe nào đấy nhỉ? Xe em. Bây giờ phải đi kiếm cái chỗ nào mà nó chuyên á, nó mới làm được. Nó kêu gần đây có cái bánh. Cái này anh vô mấy cái tiệm bình thường nó làm cũng không được. Đúng rồi. Này vô tiệm nào chuyên á, để em dò thử coi. Thì em ngay đi sát rồi, thì em đi sát luôn. Em đi sau lưng luôn, em thấy bà băng qua đường kia. Xe điện nó qua đường nguy hiểm á. Đúng rồi, đi xe điện này nó điện nó giòn lắm. Đúng rồi. Đây mấy anh thì nói là gần đây gần chợ này. Chợ này chưa có. Em có gọi được xe cứu hộ nào? Rồi em gọi rồi 2.7 triệu, nhưng mà bây giờ để qua bên đó em tìm cái chỗ mà nó có thể vá được. Ừ. Cái đó là ưu tiên của em. Chứ cứu hộ nó báo là 2.7 triệu về tới Sài Gòn. Bây giờ cô biết không? Ý là cô biết, cô nói để cho người ta làm việc. Tụi con đây có camera nè. Cô nói sai mất công lắm, một hồi giải thích lại mệt. Không, cô không thấy vậy được. Cô phải thấy tận mắt thì cô hẳn nói. Xe đây nằm đâu dắt ra? Nằm đâu hả? Nằm đâu? Bà cô nó đó bà ta muốn người đi xe đạp nè, chứ đâu hành đó mà nó đó. Được anh đâu? Nó cạ cái này xuống đường thì chắc là vết nằm đâu đây thôi. Chắc kia ra, chắc gì nữa. Chị em kia. Đó, nằm đó đó. Nằm ngay chỗ tụi anh gạch luôn á. Mình đó. Xe của ông anh nó cũng có camera luôn phải không? Hả? Không, xe đó không có. Xe có xe em có mà em tới thì xong rồi. Xe hai bên tự giải quyết tự thỏa thuận. Thì sau này chú với con phải tự thỏa thuận thôi. Tại cái thời điểm này cô có muốn giải quyết luôn không thì ảnh cũng hỗ trợ tiền thuốc tiền men gì đó, hoặc là thôi mai mốt có gì thì gọi cho ảnh xin. Có thế cho con cái gì đó, có gì á cô cứ gọi cho con. Còn nếu mà không thì ở đây tụi con sẽ lập biên bản giữ xe hết rồi đợi những khi nào khỏe thì mới giải quyết. Bây giờ không là sao? Có gì cô với con là tự thỏa thuận nha. Đúng rồi. Cứ gọi cho gì cho cô có gì cho con. Anh chứ anh lớn có tiền không chứ đạp của em nghèo. Em không có tiền của cái đạp. Em không có tiền của cái đạp. Cái xe của em nó chỉ đớt cái xe của em thôi. Cảm ơn. Xe của anh là không có tiền tiền thì thôi á. Xe lớn. Bay rồi. Rồi em cầm giúp anh nhé. Tấm này đấy. Bây giờ bác sĩ tiền hay không? Tiền bác sĩ anh trả hết rồi. Này hỗ trợ rồi. Đúng rồi, cứ lấy lại đồ hết. Không phải cái này là người lớn cái. Cái này là người lớn chứ không có nấp nha. Em lấy số này. Chị sợ rồi, chị lấy số điện thoại của ảnh với cái địa chỉ nhà kêu ảnh ghi lại. Đây này có chứng minh nhân dân, có địa chỉ nhà nè. Mình cứ thế ấy thôi. Cô biết cô cháu thành cô uống thuốc nha. Cái cô nhập là sáng 2 viên, chiều 2 viên. Cái này á,
không? Bây giờ em với anh kiểm tra tình trạng đi. Dạ sao? Em có đang quay video để kiểm tra tình trạng. Thì bên này không bị gì hết. Đây, bên đây là nguyên vạn. Rồi, nó này hơi khoan nè. Cái này hơi đây nè. Bị chàm thôi nha. Nó bể nè. Rồi, bể. Rồi anh ngồi trước đây. Bị chạy một phần mâm. Bể vỏ. Rồi qua đây nè. Là cái này nó chạy không nói. Cái này ha chạy. Chạy. Rồi, chạy nè. Nguyên phần bên này ha. Rồi. Máy nè. Bô. Cái này cái chân. Rồi còn lại là không có vấn đề gì trên xe, hiện tại có cái thùng. Rồi. Với lại cái này. Rồi. Ok, em sẽ giao chìa khóa cho anh luôn. Anh tới khi mà tới đó thì anh nhớ giao chìa khóa. Rồi, giao trước, trời ơi. Nhiệm vụ mà. Không, sĩ sợ nhiều khi giao xe xong quên chìa khóa. Mà xe này thì không có làm chìa khóa được. Dễ vậy, đúng rồi. Dạ, tại vì xe giá trị cao nên em cũng cần phải. Đúng rồi, mất công lại nhiều khi trên vận chuyển nói nó bị. Nói vậy chứ tụi tôi làm cho khách hàng tụi tôi cũng bảo. Dạ, dạ. Bảo quản cẩn thận lắm. Rồi đẩy lên. Rồi. Rồi chịu nha. 1 2 3. Rồi. Ok. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi, đẹp rồi. Rồi. Ok chưa? Thì khi mà anh hạ xuống anh nhớ hạ từ từ để nó gãy đồ, tại vì giá trị xe này rất là cao. Rồi. Và phí thì sau khi mà tới đó thì anh điện cho em là đã giao xe cái kiểu rồi, em điện qua bên kia. Bên kia đã xác nhận nhận xe đúng tình trạng mà hình em gửi trước đó. Rồi. Thì em sẽ chuyển khoản cho cái cứu hộ là bên nhận, họ nhận được xe em sẽ chuyển khoản. Rồi thì anh cứ cứ vậy giao đi. Số điện thoại đồ anh đều. Đúng rồi, anh em đã cung cấp rất là nhiều số rồi. Còn cái này em gửi anh thêm 100 tiền nước uống vui vẻ. Rồi. Để anh chạy cho nó từ từ thôi. Rồi. Nó dằn quá, nó hư đồ. Rồi em cảm ơn nha. Cũng được ăn bữa ăn đầu tiên rồi các bạn ơi. Mệt quá. Vừa mệt vừa đói bụng nữa. Ôi trời ơi.